có. Hai chị em đi về bực mình quá, phải ăn ăn đi, ăn cho đời nó bớt khổ. Đây là cái lẩu tôm nha các bạn, mà tôm cũng bự bự á chứ, bắt tại hồ luôn á chứ. Hai người ăn cái lẩu này là được rồi. Có thắt lát nữa nha các bạn. Lẩu tôm với cá thắt lát thì là 250.000. Còn cái dĩa này thì là 119k. Cá 250.000, cá 119k. Hai cái nó khác nhau. Đây là cá thắt lát nha. Cá thắt lát mình bỏ chung vào với cái lẩu này đó. Lẩu 250 ngon nha các bạn. Tôm quá trời mà cá thắt lát cũng nhiều. Đây các bạn thấy tôm không? 2, 4, 6, có 7 con, chắc phải thêm 8 con. Chắc phải thêm 2 con để cho đủ 10 con. Sao em không cho chị thêm 2 con cho đủ 10 con? Sao em cho chị thêm 2 tôm nó cho đủ 10 con? Xin mời mọi người cùng ăn nha. Chứ gặp người ngoài là khỏi luôn rồi đó. Người ngoài lâu vậy là người ta cũng không ăn luôn rồi, không lấy luôn rồi. Mà quy định của Việt Nam có nhiều cái nó hãi hùng vậy. Việt Nam ghê thật. Việt Nam ghê thật chứ, mà quy định dưới 2 triệu mới được đấy. Mẹ 2 triệu của Việt Nam được cái gì? Mua được cái gì đây? Cá kìa. Bức xúc. Người nhà gửi hàng về mà không được nhận. Hàng về tới Việt Nam rồi mà không được nhận. Giá mà nhiều mấy chục ký, mấy trăm ký thì còn nói, còn này có 7 ký à. Quy định của Việt Nam hàng hóa cho tặng chỉ được 2 triệu đồng trở lại, chưa được 100 đô nữa, tính là đô Mỹ chưa được 100 đô nữa. Gửi 2 triệu về, gửi về làm gì, đúng là rảnh thiệt chứ. Vậy tụi nó mới ăn tiền được, mày hiểu không? Còn cái công ty chó đẻ mà DHL nữa nha, làm ăn như cái quần què người ta. Như vậy thì lúc đầu tụi mày phải nói với khách hàng là cái số tiền đó, cái số hàng đó không gửi về được, phải nói rõ ràng, đừng có để máu lờ tao nổi lên. Mẹ thì cái chứ, công ty chó đẻ làm ăn không có ra hồn gì hết, trong khi người ta gửi bao nhiêu chỗ khác thì gửi về là cái một. Alo chị Thủy hả, chị có hàng ở bên nước ngoài về khoảng tiếng 2 tiếng nữa, em gửi hàng tới nhà chị, hôm nay chị có nhà không? Em có nhà anh, em không có nhà là đến lúc khác gửi. Còn cái này chơi ở hàng về quy cách đóng gói, hàng xuất xứ, cho cái tên tiếng Anh, tên tiếng Việt. Mẹ nói tiếng Anh mình biết chó gì mà cho tên tiếng Anh, cho tên tiếng Việt ra, ý là bắt dịch ra tiếng Việt. Rồi bao nhiêu mil, bao nhiêu độ trọng lượng như thế nào. Trời ơi là trời, nếu mẹ trong khi người ta gửi hàng là người ta có hết mấy cái đó rồi. Tụi mày làm ăn như chó vậy, sau này chẳng có thằng đéo nào mà nó gửi hàng qua công ty tụi mày đâu. Để tao phải tắt cái bên mày vô cho mày biết. Mọi người né cái công ty nó ra giùm nha. Tức quá mình ăn này cho nó hè hỏe nè. Mẹ. Về tới Việt Nam gặp mấy thằng chó hải quan nữa, còn chó đẻ hơn nữa. Quy định chỉ có 2 triệu trở lại. Quà biếu cho tặng. Bây giờ phải gửi ngược lại, kêu người nhà nhờ chị gửi quà dưới 2 triệu trở lại thôi. Mẹ 2 triệu mua được mấy cái hộp bao cao su hết rồi đó. Chó đẻ thiệt chứ. Đúng là người Việt Nam thấp cổ bé học. Bao nhiêu nước ngoài bao nhiêu nước khác gửi, quy định gì? Gửi mày không có tiền để mày gửi hàng về thôi, mày gửi hàng cho người ta thôi chứ quy định gì ở đây. Chút sảm cất thiệt chứ. Còn nói vậy người nhà của em gửi ma túy về em có dám nhận? Ủa
Người nhà tao đâu có ngu, đâu có bị điên như mày đâu mà gửi ma túy về mà nhận. Dù gì người nhà tao cũng có ăn có học chứ đâu phải ngu chó như tụi mày gửi ma túy. Tức từ sáng giờ tức. Giờ ăn miếng cá hồi cho nó hồi sức lại nè. Bớt nóng. Các bạn né công ty DHL ra giùm mình nha. DHL chuyển phát nhanh nha. Hai chị em tức giận mà ăn quá trời đồ ăn luôn á nha. Ăn cho bỏ tức. Tức lên phải ăn nhiều nó cắn bụng luôn.